Xin chào tất cả quý vị bạn quay trở lại với xe hai thức giờ để biết giá xe tổng hoàn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Accent cho hai phiên bản từ chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt và chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn còn hai phiên bản số sàn bản đủ và số sàn bản thiếu thì sang tháng 3 này tiếp tục là nhà máy sẽ không trả xe về cho các đại lý em nhé nên sẽ không có giá xe cũng như là không có chương trình khuyến mại ạ. À chiếc xe này xe nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B nó đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Vios Honda City Mazda 2 hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam ạ Ok xin phép đổi vào chi tiết từng phiên bản đầu tiên giới thiệu cho mình một chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Accent với giá miết của chiếc xe này đang là 542 triệu sang tháng 3 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 510 triệu ạ Tức là đang giảm giá cho anh em là 32 triệu tiền mặt ạ Em xin nhắc lại nhá Giá bán trong tháng 3 này Giá bán chỉ còn với giá đang là 510 triệu thôi ạ Giảm giá cho anh em là 32 triệu tiền mặt Và tặng thêm cho anh em một bộ phụ kiện đấy anh em nhá Vậy thì chiếc xe Số tự động bản đặc biệt này Lấy nội đang là 597 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 567 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì 578 triệu và ở thành phố Minh thì là 587 triệu ạ. Trả góp thì là 196 triệu. Tỉnh thì là 165 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì 176 triệu. Và ở thành phố Minh thì 185 triệu ạ. Có một giáo tốt hơn. khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào. Thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em. Chắc chắn em giờ đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Hyundai Số tự động, bản tiêu chuẩn ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 502 triệu Sang tháng 3 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 470 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 32 triệu tiền mặt Em xin nhắc lại nhá, giá bán chỉ còn với giá đang là 470 triệu thôi ạ Giảm giá cho anh em là 32 triệu tiền mặt đấy ạ Vậy thì chiếc xe Hyundai số tự động bản tiêu chuẩn này lãnh nội đang là 553 triệu. Còn ở tỉnh thì 523 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 533 triệu và ở thành phố Minh thì 543 triệu. Còn trả góp thì 182 triệu. Tỉnh thì 153 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 163 triệu và ở thành phố Minh thì là 173 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp, lát số hàng như nào Thì anh em điền tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để một loại thông tin chi tiết nhất Cụ thể nhất và chính xác nhất ạ Ok, vậy giờ em đã giới thiệu cho anh em về giá xe Cũng như tổng nhân bánh cho hai phiên bản của chiếc xe Hyundai Accent bản số tự động rất là trí thức tuyệt rồi với chỗ này xin phép em sẽ dừng giao đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe trong mỗi dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe chở miền Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng giao đây ạ chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn em đã xem này kìa ạ